Xin chào tất cả các anh em. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một bộ phát Wi-Fi router 4G sử dụng SIM, dùng điện nguồn trực tiếp. Đây là bộ phát Wi-Fi Edux có mã số là EBN9522. Bộ phát Wi-Fi này hiện tại bây giờ rất là nhiều anh em sử dụng cho trường hợp là dùng camera, dùng TV và những cái nơi mà không lắp được internet, cũng như là ở tàu thuyền, rồi những cái vùng núi, rồi biển đảo, rồi những cái khu vực mà anh em đang thi công camera này, thì những bộ phát Wi-Fi này nó rất là phù hợp. Và bây giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm này ra để cho anh em tham khảo về cái phần thiết kế của bộ phát này. Con này thì ở bên trong này nó gồm một bộ phát, một tờ hướng dẫn sử dụng. Nói chung cái này thì bỏ qua đi, cái này là một thẻ lắp SIM nano, thẻ đủ hết luôn, adapter chỉ vậy thôi. Con router này á thì nó có cái phần lắp SIM ở phía sau đây, SIM lớn nhất nha, một cộng WAN. Cộng WAN này á, là chúng ta có thể lắp SIM, lắp mạng LAN của chúng ta lắp vào. Cái cổng này là cổng LAN thì nó lắp ngược ra. Trường hợp mà lắp ngược ra thì các bạn dùng cho nhiều cái bộ phát Wi-Fi khác nhau nữa. Nói chung chúng ta kéo thêm mạng. Ở phần hiển thị chi tiết ấy, thì bộ phát này nó sẽ có đầy đủ những cái đèn LED, đèn WAN, đèn LAN 1, LAN 2, cổng internet, rồi 3G, 4G, Wi-Fi, rồi nguồn. Cái anten này nó có hai cây anten. Anten này là anten thu sóng, nó có không có chức năng phát sóng. Con này phát sóng là phát sóng từ chip, không hỗ trợ anten khi tháo rời. Nó có anten mặc định rồi, chúng ta không cần phải mua thêm anten nữa. Đó. Cấu hình chi tiết của con sản phẩm này á thì là chuẩn N300. Ở phía bên ngoài hộp á thì nó có để sẵn luôn nè. Đây mình sẽ cho các bạn thấy. Đây, N300. Con này thì đa băng tầng, nó có thể chạy được băng tầng là 2G, 3G, 4G. Ví dụ như anh em á, khu vực vùng sâu, vùng xa không thể chạy được 4G thì con này có thể là tự động auto 3G, 2G, tùy theo cái khu vực mà anh em đang sử dụng. Đặc biệt cái sản phẩm này nó có một cái điểm hay nữa là khi ngắt điện, cái sản phẩm này tự động khởi động lại mà không cần phải bấm nút nguồn. Hiện tại bây giờ rất là nhiều anh em bị mắc phải khi mà làm camera, đó là khi mà sử dụng cái sản phẩm Wi-Fi á, khi điện ngắt nguồn thì anh em không kiểm soát được. Ví dụ như là tắt nguồn điện thoại lên thì chúng ta phải là bật nguồn, rồi chúng ta khởi động thiết bị lên thì Wi-Fi nó mới có hoạt động. Còn riêng thiết bị này khi tắt nguồn mà nguồn lại thì nó sẽ vẫn hoạt động bình thường. Thì anh em dễ dàng sử dụng và đi lắp đặt cho khách hàng. Cổng WAN của con này là cổng WAN 100B, cổng LAN này cũng là cổng LAN 100B luôn. Kết nối được là 20 thiết bị cùng một lúc. Đặc biệt cái sản phẩm này sử dụng không bị nóng giống như những cái sản phẩm khác trên thị trường, nên á, cái anh em sử dụng á, nó không bị đơ. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái Wi-Fi này. Đầu tiên á, là chúng ta chuẩn bị một cái SIM. SIM này là SIM lớn nhất nha các bạn. Chúng ta lắp theo cái chiều này. Đây. Ở bên trên hình á, thì nó để cái chiều này nè. Chúng ta lắp vô theo đúng cái chiều giống như mô tả. Rồi nhấn vô một cái. Nút này là nút reset ha. Cái này nút nguồn, bây giờ chúng ta cắm nút nguồn vô nè. Đó, đèn chuẩn bị sáng, tất cả các đèn đều sáng. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn á, tên Wi-Fi ở đâu. Cái thiết bị này gồm tên Wi-Fi thì nó nằm ở trên phía mặt sau. Tên Wi-Fi là SSID này, phần password này là mật khẩu Wi-Fi. Cái này là mặc định nha, từ 1 đến 8. Còn IP này là 192.168.10.1. IP này các bạn có thể là truy cập vào phía bên trong username để đăng nhập vào trang bên trong là admin và admin. Và bây giờ mình đợi cho cái đèn này nó sáng đầy đủ hết, khởi động xong rồi chúng ta truy cập vào. Mình bắt đầu lấy điện thoại của mình ha. Chúng ta vào phần cài đặt, tìm kiếm tên Wi-Fi. Đây, tên Wi-Fi mình đã thấy này, 4G Wi-Fi. Đây, mình truy cập. Mật khẩu là từ 1 đến 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi kết nối.
kết nối xong, chúng ta truy cập vào IP của nó 192.168.10.1. Mật khẩu đăng nhập là admin. Login vào. Khi mà chúng ta login vào bên trong á, chúng ta muốn thay đổi tên mật khẩu thì chúng ta vào những cái bước sau. Con này á thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về bên trong. Device info này, network info này, DHCP này, đầy đủ hết. Network setting này, 4G setting này. Cái phần này là anh em đi nhập vào để thay đổi thông tin. Đây, menu này. Đây, cái anh em có thể tự chọn này. Đó. Mình thì mình đang đợi ở chế độ là auto. Đó. 4G only này. Rồi 3G này, 2G này, 3G, 4G, 5G này. Đó, mình chỉ để auto thôi. Rồi. Line network này. Wi-Fi setting này. Băng tần con này là băng tần 2.4. Đây, còn tên wifi đây, SSID này, rồi mật khẩu wifi là wifi password này. Chúng ta thay đổi lại kênh thì mình để kênh tự động đi, nó có 13 kênh thì mình cứ để tự động. Rồi đây là bảo mật, mình cứ để bình thường của nó. Rồi bây giờ mình vào YouTube. Mượt ha. Mình sẽ biết test thử nha. Đây là mình đang test với ở xin là MobiFone nha các bạn. Tốc độ ở khu vực này thì nó rơi vào tầm khoảng 26-27 dưới 30. Upload ở đâu đó thì nó tương đồng với nhau. Rồi. Thì bây giờ các bạn muốn mua sản phẩm này thì mình sẽ để link ở phía bên dưới. Các bạn có thể truy cập vào trang Wifi Shop các bạn đặt hàng, hoặc là mình để ở dưới video. Các bạn có thể nhấn vào link các bạn đặt hàng ở đó. Cái sản phẩm này thì hiện tại bây giờ bên Wifi Shop đang bảo hành chế độ là 1 x 1 trong vòng 12 tháng. Rồi chào tạm biệt các bạn.